Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 14 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.